Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 23 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý. Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Long và khai trương khu liên hợp khách sạn nhà hàng tại thành phố Tam Kỳ. Gặp mặt gia đình quân nhân huyện Duy Xuyên đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khai mạc ngày hội khởi nghiệp thị xã Điện Bàn lần thứ nhất, Tết Fest Điện Bàn 2023 với chủ đề Điện Bàn sáng tạo khác biệt để phát triển. Thưa quý vị, sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Long tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và khai trương khu liên hợp khách sạn nhà hàng tại thành phố Tam Kỳ. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Long thành lập vào năm 2008 do doanh nhân Nguyễn Văn Thân sáng lập và điều hành, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, khai khoáng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, khách sạn nhà hàng. Đến nay, công ty Phú Long đã trải qua 15 năm phát triển, tạo được thương hiệu trên lĩnh vực xây dựng, thi công và làm chủ đầu tư nhiều dự án có chất lượng, như dự án hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thị trấn Núi Thành, thi công các gói thầu thuộc dự án cầu Cửa Đại, thi công san nền tại khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp với quy mô hàng trăm hecta, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp. Năm 2017, công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu không nung, dây chuyền sản xuất gạch không nung công nghệ Nhật Bản tự động, dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo T120 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, công suất gạch block hơn 80 triệu viên một năm, gạch Terrazzo gần 5 triệu viên một năm. Sản phẩm gạch không nung của Phú Long được đánh giá có độ bền cao, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như không bị hư hại trong điều kiện không khí bình thường. Đối với lĩnh vực bất động sản, công ty là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở, khu dân cư Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, có quy mô 9,38 ha với tổng mức đầu tư 91,5 tỷ đồng. Song song với việc phát triển hoạt động kinh doanh, Phú Long còn là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương và trên cả nước. Khi mà mới thành lập thì công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sự nỗ lực của ban lãnh đạo, ban giám đốc cũng như cán bộ nhân viên. Năm tháng đi qua thì có thêm một những cái mới và những cái lĩnh vực mới để phát triển. Trong đó đặc biệt là công ty đã làm chủ đầu tư một số cái dự án trên địa bàn tỉnh, địa bàn kinh tế Chu Lai. Đầu năm 2023, công ty Phú Long đầu tư và ra mắt dự án khu liên hợp khách sạn nhà hàng Phú Long Tam Kỳ, đánh dấu sự phát triển và tạo dấu ấn mới của công ty trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn nhà hàng. Tọa lạc tại số 495 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, khách sạn Phú Long đi vào hoạt động với chất lượng đạt chuẩn quốc tế 4 sao, quy mô hơn 100 phòng lưu trú. Điểm nhấn của khu liên hợp và hệ thống nhà hàng với quy mô 20 phòng và 4 không gian mở, sở hữu đội ngũ đầu bếp tay nghề cao, thực đơn đa dạng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chúc mừng những thành tựu công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Long đã đạt được, cảm ơn đóng góp của đơn vị vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhìn nhận, trên chặng đường 15 năm phát triển, Phú Long đã trở thành thương hiệu doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất, có sự phát triển cả về quy mô, lĩnh vực và nguồn nhân lực, đời sống của cán bộ, công nhân, người lao động ngày càng nâng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn, ban lãnh đạo công ty Phú Long tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời công ty cần tiếp tục quan tâm phối hợp các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh, làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Chiều qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị khách hàng thân thiết năm 2023. Sự kiện như một lời tri ân mà Vietcombank gửi tới khách hàng đã tin cậy và đồng hành cùng ngân hàng. Đặc biệt là năm 2023, một năm đầy cam go và thách thức với nền kinh tế và hoạt động của ngành ngân hàng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Tam Kỳ cùng với gần 1.000 đối tác khách hàng thân thiết của chi nhánh đã dự hội nghị. Trong bối cảnh khó khăn chưa từng có của năm 2023, mối quan hệ gắn bó giữa Vietcombank với khách hàng và đối tác cũng được củng cố và càng sâu sắc hơn. Thông qua chủ động dự báo và tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, sự đồng hành tin tưởng của hơn 260.000 khách hàng, chi nhánh Vietcombank Quảng Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, huy động vốn của chi nhánh đạt 105% kế hoạch, dư nợ tín dụng đạt 115%. Đặc biệt bằng nỗ lực không ngừng để tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho khách hàng, chất lượng tín dụng của chi nhánh tiếp tục được kiểm soát tốt, hiệu quả kinh doanh nhờ đó được cải thiện đáng kể. Chi nhánh đã cập nhật kịp thời biểu lãi suất được điều chỉnh từ trụ sở chính với mức lãi suất cho vay luôn thấp nhất thị trường. Song song với đó là sự linh hoạt về thủ tục, sự hỗ trợ chuyên nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên chi nhánh. Những điều này đã hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các đơn hàng lớn. Với 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong năm, gần 3.700 khách hàng của Vietcombank Quảng Nam là các tổ chức và cá nhân đã được hưởng mức lãi suất ưu đãi với số tiền giảm lãi lên tới hơn 40 tỷ đồng. Chiều qua, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Duy Xuyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt gia đình quân nhân huyện Duy Xuyên đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944, 22/12/2023. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Duy Xuyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình lao động sản xuất của các gia đình, chia sẻ với gia đình khi có người thân là quân nhân đang làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời mong muốn thân nhân tiếp tục là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Dịp này, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Duy Xuyên trao tặng 31 suất quà cho gia đình các quân nhân, mỗi suất 2 triệu đồng. Được biết, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ cho 62 quân nhân quê hương Quảng Nam đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Tối qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp thị xã Điện Bàn lần thứ nhất, TechFest Điện Bàn 2023 với chủ đề Điện Bàn sáng tạo khác biệt để phát triển. TechFest Điện Bàn 2023, Điện Bàn sáng tạo khác biệt để phát triển diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 tại khu phố chợ Vĩnh Điện, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp sẽ diễn ra một số hoạt động chính như diễn đàn mô hình hoạt động hội khởi nghiệp sáng tạo địa phương, diễn đàn khởi nghiệp phát triển ẩm thực đặc sản xứ Quảng Điện Bàn 2023, tọa đàm phụ nữ Điện Bàn sáng tạo khởi nghiệp và chuyển đổi xanh, tọa đàm nông dân Điện Bàn khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương gắn với thương mại điện tử, trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thị xã Điện Bàn và các địa phương bạn với hơn 100 gian hàng tham gia, chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục nhịp điệu của các hội, đoàn thể. Đây là ngày hội có ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần khát vọng khởi nghiệp vươn lên, tạo động lực thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thị xã. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức hội thảo về thời gian ra đời danh xưng Duy Xuyên. Đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học tham dự. Tại hội thảo, dựa trên các tài liệu như sách phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, sách Đại Nam Thực Lục do Quốc sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, Đại Nam Thống Nhất Chí bản thời vua Tự Đức và Duy Tân, các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học và lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cơ bản nhất trí lựa chọn năm 1604 là năm ra đời danh xưng Duy Xuyên. Việc xác định danh xưng Duy Xuyên sẽ góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay truyền thống tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương. Từ đó cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Duy Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị, phường An Mỹ là nơi đặt phủ lỵ Tam Kỳ xưa, hôm nay đang khoác lên mình một màu áo mới với nhịp sống đô thị sôi động. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Mỹ với niềm tin khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, vượt lên mọi khó khăn để xây dựng và phát triển toàn diện, xứng đáng là địa bàn trung tâm của thành phố Tam Kỳ. Ngày 20 tháng 1 năm 1984, chính phủ có quyết định chia tách huyện Tam Kỳ thành hai đơn vị hành chính, đó là thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Cũng từ đó, phường An Mỹ chính thức được thành lập.
Những ngày đầu mới thành lập trụ sở cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, từ phường đến khối phố xây dựng tạm, xung quanh chỉ là khu vực hoang vu, với những con đường đất đi lại rất khó khăn, quanh năm nắng bụi, mưa lầy, cơ sở vật chất thiếu thốn, không có chợ, đường xá, điện thắp sáng chưa hoàn thiện. Việc xây dựng đầu tiên của phường Mỹ, chúng tôi xác định là có 3 cái việc phải làm. Cái việc thứ nhất là phải xây dựng hệ thống chính trị, rồi gồm có đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Cái điểm thứ hai nữa cũng rất an thua là phải xây dựng một cái nền kinh tế tập thể. Vì xã phường mà phải có nền kinh tế tập thể, cho nên chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái nền kinh tế tập thể của phường. Rồi điểm thứ ba nữa là phải xây dựng những cái cơ sở khác, ví dụ như y tế, giáo dục, văn hóa, văn văn nhiều thứ. Nếu như năm 1984, nông nghiệp của phường An Mỹ chiếm hơn 75%, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chiếm 25%, thì đến nay nông nghiệp đô thị còn dưới 0,03%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 6,77%, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 93%. Năm 2023, tổng thu ngân sách địa phương quản lý trên 18 tỷ đồng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm. Số hộ nghèo giảm còn 3 hộ, tỷ lệ 0,92%. Ngoài ra, hàng loạt công trình hạ tầng khác như trường học, nhà làm việc, công an, quân sự, khối phố, hạ tầng giao thông, vỉa hè được chỉnh trang hoặc xây mới khang trang. Hiện nay là rất là khởi sắc về từng bước, người dân cũng đi lên. Ví dụ như cái khu dân cư số 5 thì khi tôi ở mới lèo tèo một số nhà thôi, hiện nay là nhà cao cửa rộng là rất là khang trang. Cơ sở vật chất, hạ tầng thì được thành phố đầu tư đồng bộ. Hiện nay tất cả các tuyến đường giao thông kiệt hẻm đều được bê tông hóa và đầu tư hệ thống thoát nước. Theo thống kê, trong thời gian qua có khoảng 500 tỷ đồng tiền đền bù của nhà nước được cấp cho dân, hàng trăm hộ dân chấp thuận di dời đến nơi ở mới, nhường đất cho địa phương xây dựng các công trình trọng điểm như đường Nguyễn Tất Thành, đường N10, khu dân cư Tứ Hiệp, dự án công viên ven hồ Nguyễn Du cùng hàng loạt công trình trọng điểm khác, góp phần mang lại một diện mạo đô thị mới, khang trang, sạch đẹp cho thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa có thư kêu gọi ủng hộ thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Nội dung thư như sau. Kính gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn tỉnh, nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Quảng Nam ở nước ngoài, phát huy đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, quý báu của dân tộc. Nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ nguồn lực to lớn về vật chất và tinh thần để cùng chung tay trợ giúp các gia đình có công với nước, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hoạn nạn, có điều kiện cải thiện nhà ở và đời sống, vươn lên hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tại tỉnh Quảng Nam đã có hàng chục ngàn ngôi nhà tạm, nhà dột nát của các hộ chính sách, hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa và hàng trăm nghìn trường hợp khó khăn, hoạn nạn được giúp đỡ, ổn định đời sống, sinh kế để thoát nghèo từ sự chung tay của nhà nước và cộng đồng xã hội. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong tỉnh luôn tri ân và khắc ghi những tình cảm cao đẹp đó. Tuy nhiên, Quảng Nam là tỉnh có địa bàn rộng với 6 huyện miền núi cao, gần 70% người dân ở vùng nông thôn, miền núi, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao hơn so với bình quân chung cả nước. Quảng Nam cũng là địa phương thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sạt lở núi. Theo thống kê, hiện cả tỉnh còn 15.735 gia đình người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, rất cần được hỗ trợ để bà con có nơi an cư lạc nghiệp.
Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thống nhất đất nước 1975-2025, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đề ra quyết tâm huy động mọi nguồn lực thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025, toàn tỉnh không còn hộ dân nào phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, nhà dột nát. Đây là chủ trương có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, song nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần. Vì vậy, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, bà con Quảng Nam trong nước và kiều bào Quảng Nam ở nước ngoài, Hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành phố nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ về tinh thần và vật chất để cùng chung tay với địa phương thực hiện chương trình hành động có ý nghĩa cao cả này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ban vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, cam kết quản lý sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch, mọi nguồn lực ủng hộ và phân bổ trực tiếp đến từng hộ được thụ hưởng chương trình để người dân sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở, cùng được chia sẻ và thụ hưởng thành quả phát triển chung của xã hội vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, Giang Sơn liền một dải. Một sự đóng góp xin chuyển về ban vận động xóa nhà tạm nhà dột nát tỉnh Quảng Nam số tài khoản 37610911734491 tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, tên tài khoản ban vận động xóa nhà tạm nhà dột nát tỉnh Quảng Nam, hoặc ủng hộ trực tiếp tại văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam số 14 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại liên hệ 0235 3852 556 và 0235 3852 554. Nhân dịp năm mới 2024 sắp đến, tôi trân trọng gửi đến quý vị và bà con lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe thành đạt. Trân trọng cảm ơn. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Võ Xuân Ca. Thưa quý vị, hơn một năm qua, anh Nguyễn Minh Nghĩa ở tổ dân phố 1 thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn phải vật lộn với vô vàn khó khăn để nuôi hai con nhỏ và tự tay chăm sóc cả cha và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo. Vốn đã nghèo, nay lại thêm khốn khó khi cha vừa mất, con trai út lại mang trọng bệnh, cần được chữa chạy kịp thời. Do mắc bệnh hiểm nghèo, cha của Nghĩa vừa mất đến nay chưa tròn tháng. Trong khi mẹ của anh cũng đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Không có thu nhập ổn định, lại vừa phải chăm sóc mẹ vừa lo cho hai con nhỏ ăn học. Nhưng khó khăn hơn nữa khi phải kiếm tiền để chữa bệnh cho con trai út vừa mới 4 tuổi. Cuộc sống của cha con Nghĩa đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Con em thì nó bị bệnh tim bẩm sinh với lại cái hẹp động mạch phổi nữa. Bác sĩ vừa rồi mới đút ống cho nóng ra trên cũng nông ra thôi. Nhưng mà họ cũng tái hạn là nếu như được qua năm có kinh phí thì đưa cho cháu đi chúng tái khám là phẫu thuật. Anh Nghĩa và vợ có với nhau 3 người con. Sau khi ly dị, anh nhận nuôi 2 con nhỏ. Dù siêng năng không ngại khó để có thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, rất khó để anh có thể xoay sở kiếm tiền chữa bệnh cho con. Trong khi anh em bà con cũng nghèo khó, không giúp được gì nhiều. Về phía đội thiện nguyện xung kích của Khâm Đức thì chúng tôi vừa đầu cũng có kêu gọi được một ít tiền để hỗ trợ cho gia đình, tuy nhiên thì số tiền cũng không thấm vào đâu. Hạnh phúc không trọn vẹn, cuộc sống hiện tại của gia đình anh Nghĩa chồng chất những khó khăn. Có lẽ niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là có được một khoản kinh phí để chăm lo cho mẹ được tốt hơn và sớm chữa bệnh cho con. Hơn lúc nào hết, anh Nghĩa và gia đình mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Nguyễn Minh Nghĩa, tổ dân phố 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập đoàn Vin Corporation đã đồng hành cùng địa chỉ từ thiện. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá triển khai chương trình OCOP từ năm 2018 đến nay, định hướng phát triển chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ năm 2018 đến nay, Quảng Nam đã triển khai thực hiện khá thành công chương trình OCOP, là tỉnh nằm trong top đầu về thực hiện chương trình trên phạm vi cả nước và đứng đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên. 6 năm qua cho thấy chương trình OCOP đã tạo động lực rất lớn trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển mạnh kinh tế nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững. Song để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức tổ công tác liên ngành gồm đại diện Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Chi cục Phát triển Nông thôn, Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi cơ sở để hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các địa phương và các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia chương trình, nâng cấp hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm, đồng thời tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho cán bộ OCOP cấp tỉnh, cấp huyện và các chủ thể OCOP với nhiều nội dung quan trọng. Hợp tác xã du lịch làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước vừa tổ chức đại hội chính thức ra mắt đi vào hoạt động. Với số vốn 1,5 tỷ đồng góp từ 23 thành viên, Hợp tác xã du lịch làng Lộc Yên hoạt động trên 6 tổ nhóm lĩnh vực liên quan đến phát triển du lịch tại làng cổ Lộc Yên, như nhóm dịch vụ homestay vận chuyển, bao gồm lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, phục vụ ẩm thực, tổ vườn nhà cổ, phục vụ kinh doanh các loại trái cây, các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu làm quà, tổ ẩm thực hàng lưu niệm, tham gia kinh doanh phục vụ ăn uống, các món ẩm thực đặc sản địa phương, các loại bánh mứt truyền thống và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở địa phương. Theo ông Trần Quang Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Du lịch làng Lộc Yên cho biết, việc thành lập hợp tác xã nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng. Từ đó người dân sẽ hưởng lợi từ việc phát triển du lịch cộng đồng, trong đó chủ yếu bán các mặt hàng nông sản, ẩm thực, trái cây và các sản phẩm OCOP địa phương. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm từ 90 đến 95%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm từ 87 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.